khi nói tới phở thì chúng ta thường hay lấy chuẩn là phở Hà Nội hay phở Nam Định, hay gọi chung là phở Bắc, và ở Sài Gòn cũng vậy. Nhưng mà ở Sài Gòn có những cái quán phở vị Nam cũng rất là đặc biệt. Hôm nay mình xin giới thiệu phở Lệ, là một trong những cái quán phở Nam mà mình thấy cái vị nó khá là đặc biệt. Nếu chúng ta không lấy chuẩn là phở Bắc thì đây là một cái quán phở với mình cũng khá là ngon. Phở Nam thì lúc nào nó cũng sẽ hơi ngọt hơn phở Bắc và nước dùng lúc nào cũng đậm vị hơn. Đặc biệt phở bò thì người ta hay dùng cái bánh phở, nó cũng khác với phở Bắc. Cái bánh phở nó nhỏ và nó hơi vuông. Phở Lệ là một cái phở rất là nổi tiếng và lâu đời ở miền Nam. Mình nghĩ nếu ai muốn có một cái trải nghiệm phở miền Nam hay là vị miền Nam thì nên ăn phở Lệ, bởi vì mình nghĩ rằng ở đây cái món phở này khá là đặc biệt đối với mình. Tuy rằng mình cũng rất là thích phở Bắc, nhưng mà khi ăn phở Lệ mình cũng thấy cái ngon riêng của nó. Và cũng như vậy, tức là phở Nam lúc nào cũng nhiều rau, nhiều giá và có tương đỏ và tương đen. Mình nghĩ cái lý do bởi vì người miền Nam họ thích ăn rau, và cái vùng đất này cũng có rất là nhiều rau, cho nên khi bỏ rau vào thì nước phở nó phải đậm vị. Chứ nếu mà phở Bắc nước trong mà bỏ rau vào nữa thì nó rất là ngạt. Thường người phở Bắc thì người ta sẽ bỏ hành nhiều cho nó dậy cái mùi. Ở đây thì phải nói là nạm bò rất là ngon, rất là mềm luôn. Và cái nước dùng thì nó ngọt nhưng không có cái cảm giác bị ngọt đường như những cái quán phở Nam khác, mà giống như là ngọt từ xương và ngọt bởi những cái gia vị của các thảo quả kiểu như của người Hoa đó. Cho nên là cái vị khá là đặc biệt. Với mình thì ở Sài Gòn có hai cái quán phở miền Nam nó đặc trưng lắm, đó là quán phở Lệ này và quán phở Hòa trên đường Pasteur. Quán phở Lệ này thì lúc nào cũng đông và có nhiều chi nhánh. Mình thì hay ăn ở chi nhánh Võ Văn Tần, nhưng mà hôm nay ở chi nhánh Võ Văn Tần họ tạm nghỉ vì đi ăn tiệc, cho nên là mình ra chi nhánh Nguyễn Trãi quận 5 để mình ăn. Mình nghĩ những ai muốn thử nghiệm trải nghiệm quán phở vị phở của Sài Gòn thì nên tới quán Phở Lệ ăn. Mọi thông tin chi tiết các chi nhánh cũng như menu, địa chỉ mình sẽ để ở phía sau clip. Bye bye, hẹn gặp lại vào 20:30 mỗi tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần.